Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ chế xe 3-4 bánh, các loại động cơ điện, các loại động cơ xăng, các loại phụ tùng máy xăng máy điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn hai bộ nguồn thủy lực sử dụng điện 12V, điện 48V và điện 60V. Cả ba loại đó hiện tại bên mình đều có hàng. Đối với những cái bạn là tay nghề cơ khí còn mới thì việc chuyển đổi một cái xe máy 3 bánh hoặc là một cái xe 4 bánh từ xe không có ben thùng sang xe ben thùng, nếu như các bạn làm với cái bộ chuyển đổi cơ khí thì rất là phức tạp, bởi vì nó phải gia công phần khung đỡ rồi thì phần dây dầu, dây ben các thứ, tay ben, tay điều khiển, nó vô cùng là phức tạp. Để giải quyết được cái vấn đề đấy cho những cái bạn mà mới làm, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái bộ nguồn thủy lực này rất là đơn giản, thao tác thì cực kỳ dễ dàng và lắp đặt thì ai cũng có thể lắp được. Nó không những dễ làm mà nó còn bớt rất nhiều nhân công. Ở đây nhân công chúng ta làm là đều mất tiền cả, cho nên mặc dù bộ ben này giá trị có thể cao hơn một chút nhưng cái chi phí lắp đặt của các bạn sẽ giảm đi rất là nhiều. Và với những cái bạn là mới vào nghề thì có thể nói lắp đặt trong nửa ngày là xong, thậm chí là không đến. Việc lắp đặt duy nhất ở đây là gá đặt cái bộ cây ben này lên vị trí thùng nào cho phù hợp. Còn toàn bộ phần động cơ điện này nó sẽ được điều khiển bằng điện. Duy nhất một cái ống dầu được chạy từ cái bộ nguồn bơm là ống này, chạy từ bộ ben này qua cây ben này, chỉ cần một ống dầu và không cần nhiều ống khác. Nó rất là đơn giản so với bộ van cơ. Bộ này thì nó có hai nguồn công suất, nó có ba loại công suất khác nhau: loại 800W, loại 1000W và loại 1600W. Đây là 1600W, đây là loại 800W, đây là loại 1600W. Đối với cái loại 800W qua thử nghiệm thì nó có thể lâng theo phương thẳng đứng được 800 kg. Còn đối với cái bộ 1600W thì qua thử nghiệm nâng theo phương thẳng đứng nó được hơn gần 1,5 tấn. Mọi thứ đều chỉ là tương đối, nó còn phụ thuộc vào cái đường kính cây ben này. Cây ben nhỏ thì có tốc độ đẩy nhanh nhưng mà lực sẽ yếu hơn. Cây ben đường kính lớn thì tốc độ đẩy chậm nhưng lực đẩy là rất khỏe. Và nếu như các bạn chia thành hai cây ben hay ba cây ben thì lực đẩy cứ thế nhân lên. Việc điều khiển cây ben này lên xuống thao tác rất là dễ. Nó sử dụng một bộ công tắc. Đây chính là bộ công tắc. Lên này, xuống này, lên xuống, rất là đơn giản vậy thôi. Khi lên thì động cơ sẽ khởi động, bơm dầu đẩy cây ben lên. Còn khi xuống thì nó sẽ mở van xả và dầu tự hồi về. Đây là bộ nguồn thủy lực một chiều, tức là nó chỉ có lực đẩy, còn lực hồi về là do cái thùng xe mình đè lén cho nên nó phải hồi về. Đấy, các bạn lưu ý cái vấn đề này. Và lắp đặt thì nó quá dễ dàng rồi. Cái phần thùng dầu này các bạn bố trí ở vị trí nào cũng được, miễn sao nó có không gian chứa là được. Còn cây ben này thì đây là vấn đề duy nhất, là các bạn phải bố trí vị trí như nào thì các bạn tự tính toán. Cây ben này thì nó có chiều dài là 75cm. Khi đẩy lên 3 tầng. Ngoài ra bên mình có cả cây ben 90cm. Các bạn mua cây ben thì nó sẽ có cả phụ kiện như thế này. Phụ kiện cây ben như này, cái tai treo như này và cái tai gối giữ cái cây ben. Hoặc là mua cây ben không thì giá thành sẽ khác nhau. Ở video sau thì mình xin giới thiệu đến cho các bạn một bộ nguồn thủy lực giống như thế này, nhưng nó có hai chiều, có nghĩa là các bạn có thể đẩy ben lên và rút ben về, tức là nó có hai nguồn vào và nguồn ra. Thì các bạn đón xem video phần sau. Còn trong video khuôn khổ giới hạn của video này, mình chỉ xin giới thiệu cho các bạn cái bộ nguồn thủy lực này.
để dành cho các bạn làm xe 3-4 bánh, ben thùng hàng hoặc là cái mục đích bơm nguồn thủy lực khác, tùy theo ứng dụng của nó. Bộ phụ tùng thì bao giờ cũng kèm một bộ nguồn như đây, một bộ dây này, một cây ben, phụ kiện của cây ben và một bộ dây dầu cộng với ốc dầu đầy đủ. Các bạn có thể không cần mua cây ben, mua dây, mua tay hay chỉ mua bộ nguồn không, bên mình đều có bán cả. Giá sản phẩm thì mình sẽ đề ở dưới phần mục mô tả sản phẩm. Các bạn vui lòng xem ở dưới. Giá cả nó thay đổi theo từng thời điểm cho nên trong video mình không nói. Vì sau này giá nó thay đổi thì mình sẽ không thể sửa chữa lại được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Và nhớ ấn thêm cái biểu tượng hình quả chuông khi mà nhận được thông báo khi có video mới ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.